Hôm nay là ngày thứ ba. Cảm giác của tôi bây giờ đói lả người, không có một tí chết nào luôn các bạn. Cảm giác như bụng mình cứ uống nước với lại mình ăn rau củ quả nên mình có cảm thấy cứ cồn cào trong ruột và rất là xót ruột, không chịu nổi. Nếu mà cái tình hình mà không có một chút đạm vô trong người thì có thể chúng ta sẽ không chịu nổi, và cũng có thể là chúng ta sẽ ngã gục ở trong đây. Chắc mà khi mà ai đó tìm thấy mình trong cái cuộc lẩn trốn này, chắc sẽ tìm được một cái xác đang phân hủy chứ không phải là một cái xác đang sống nữa, tại vì chết vì đói. Cái buộc ngày hôm nay chúng ta sẽ buộc phải đi kiếm cái gì đang. Đúng là đi thôi anh em, ta đi thôi, chịu hết nổi rồi, quá là đờ rồi. Đôi mắt tôi đã thâm quần rồi nè, vì thức đêm đã thâm quần rồi. Ngủ ban đêm trong rừng một mình rất là khó ngủ, bạn biết không? Khoan, có dấu phân. Một là phân gà rừng, hai là phân chim ở đây, ở trên cành cây này. Tại tôi có cái quan xem như cái lý thuyết được biết thì cái dấu phân ở đâu, cái cú chim sẽ ở đó, mà dòng chim nó ngủ chỗ nào là nó quen một chỗ ngủ chỗ đó. Đây có dấu phân nè bạn ơi. Đây cái dấu phân mới luôn nè. Đây dấu phân nữa nè. Trong khu vực này đang có chim hoặc gà rừng đang quanh quẩn ở trong đây, vẫn có chim gà rừng. Chờ xíu đi, mấy này mất ngủ quá, hơi là đờ. Để tôi đi xuống dưới đây tôi kiếm một cọng dây rừng đã. Đây có một cọng dây rừng này. Có vẻ cọng này hơi dài và chắc chắn á. Tôi sẽ lấy cọng dây rừng. Ôi được, hên, thật là may mắn. Cọng này dài, cọng này xài được. Rồi. Dài, càng dài càng tốt. Chúng ta sẽ nhẹ nhàng bóc cái cọng dây rừng này ra. Chích cái cọng dây rừng này. Rồi, chúng ta chuẩn bị đi thôi nào. Khoan, tôi thấy có dấu hiệu lạ ở đây. Ở trong này có rơm. Mình biết gì trong đây không? Khổ nói chúng ta không biết cách nào để mà đào lên được. Này, ở trong này có rơm nè. Cái cuối trong đây có chuột đồng trong đây nè. Một chuột đồng hay là có rắn trong đây. Chúng ta có một con mùa cạp. Chặn lại. Không cho nó sống. 100% là không cho nó sống. Mùa cạp nó thường độc ở cái đuôi. Chỉ cần các bạn tìm cách, các bạn bẻ cái đuôi của nó. Để tôi cầm cái đuôi, tôi sẽ bẻ cái đuôi của nó. Chúng ta vô hiệu hóa cái đuôi của nó. Khi mà chúng ta đã vô hiệu hóa được cái đuôi, chúng ta vô tư, chúng ta cầm lấy nó. Có lẫn một cặp luôn bạn ơi. Có lẫn một cặp mùa cạp luôn. Rồi, con này để đây đi. Tôi sẽ vô hiệu hóa luôn con này luôn. Tôi đã cầm được hai con mùa cạp. Thật là may mắn rồi, mới bắt được hai con mùa cạp nè. Mùa cạp là các bạn thấy dơ, chứ cần chúng ta bẻ được cái càng mùa cạp là chắc cú là được. Tôi xin nhắc lại là bùa cạp ăn được nha các bạn. Tự nhiên cuối đời gặp lan, chúng ta lại vồ được hai con bùa cạp núi, bùa cạp thường. Bùa cạp là ăn được nha các bạn. Bùa cạp là loài động vật cũng thể ăn được. Đây là một đặc sản mà thành phố hay bán á. Với món là bùa cạp chân giòn á. Bùa cạp này nó rất có đạm và thịt nó rất là ngon. Nói chung là bùa cạp ăn được, ăn không chết là được. Cũng kệ, chúng ta đang đói quá rồi. Chúng ta đang lẫn trốn mà, một là ăn chúng ta có thể sống, hai là chúng ta chết thôi. Nhưng mà kịp đói lả người rồi ha. Hơi béo.
Kệ không sao. Giờ chúng ta đang lẩn trốn mà chúng ta đâu có quyền lực lựa chọn đâu. Nhưng mà chúng ta đã buộc phải ăn để mà tiếp tục hành trình. Chúng ta đi tụi rồi. Chúng ta sẽ đầu đi lên trên đây. Chúng ta sẽ bắt đầu lên phía trên đây để chúng ta. Hơi khó nuốt nhưng không sao. Chúng ta sẽ đầu đi lên phía trên đây, chúng ta đi lên cái chỗ mà con chim nó ỉa để chúng ta bắt đầu làm một cái gì đó để dụ con chim nó xuống. Ra đi thôi. Đây, chỗ đây tôi đã có hai cái chặng cây. Tôi sẽ dừng lại ở đây. Tôi sẽ làm một cái gì đó ở đây cho các bạn xem. Chúng ta không cần biết cái gì hết á. Chúng ta chỉ cần biết cái gì ăn được là chúng ta cứ ăn thôi. Ăn không chết là chúng ta sẽ ăn thôi. Và tôi sẽ chỉ cho các bạn cái nào nên ăn và cái nào không nên ăn. Cho nên các bạn đừng có nghĩ vậy, các bạn không có quyền được lựa chọn đâu các bạn. Các bạn đang lẩn trốn, các bạn một là các bạn chấp nhận phải ăn, hai là các bạn quay trở lại. Các bạn đang lẩn trốn mà xin lùn mà. Cho nên các bạn ép buộc phải ăn. Một là các bạn ăn để các bạn có sức để đi tiếp. Hai là các bạn quay trở về nhà. Dây rừng tia ớt nhưng mà chúng ta cột nhiều vòng nó sẽ tạo ra một độ cứng rất là cứng các bạn. Nên các bạn nên yên tâm. Và ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà thế gài bẫy đơn giản. Đây là cái thế bài rất là cơ bản. Tôi không biết các bạn áp dụng vào đâu, nhưng mà cái thế này tất cả các bạn có thể áp dụng được trong tất cả các mọi thứ. Có thể là các bạn rào xung quanh khu vực bạn ở, chỉ cần đụng vô một cái là nó sẽ bật ra liền, nó sẽ báo động cho bạn liền. Con dao chúng ta không thể áp dụng được trong điều này, chúng ta phải dùng răng. Chúng ta đang có hai cái cây nhọn, chúng ta sẽ đầu đóng lấy đá đóng xuống đất. Chúng ta sẽ bắt đầu mài khúc lại để cho nó nhạy chứ. Cái điểm nhạy là cái điểm này đó ạ. Đấy, đây, cái đầu cần là như vậy đấy. Đấy, rồi ok. Đấy, chỉ có nổ não, ngoài ra không thể nào mà sống sót được. Đây là cách gài bẫy đơn giản nhất với hai cây cột hai bên. Các bạn có thể áp dụng với nó trong rất nhiều trường hợp. Nói chung các bạn, cái thế gài bẫy này rất là công dụng và áp dụng rất là nhiều trong các trường hợp mà bạn có thể áp dụng rộng rãi được. Vị trí rớt và vị trí mồi ta ở đây. Đây là một thế gài rất là cơ bản nha bạn. Các bạn nên học theo. Cái mấu gài cơ bản là chúng ta có hai cây, một cái cây để giữ và một cái cây mồi mài nó càng ấy càng chút. Chỉ cần chúng ta đạp nhẹ vào đây, chúng ta sẽ bung lên. Bung lên thì cục đá này nè, nó sẽ rớt xuống và đập đầu những cái thứ gì trong đây. Bây giờ chúng ta lại không có mồi nhử. Bây giờ tôi đặt hên xui thôi. Bây giờ tôi sẽ lấy lắp lá lắp hai bên lại để cho cái đường này để cho nó đi. Chúng ta một là chúng ta sẽ dính được cúc hoặc là cái con gà mẹ dẫn con. Và ngay trong tập tiếp theo của ngày thứ ba, tôi tin chắc là khoảng chiều hôm nay và mai chúng ta, một là chúng ta có con gì để ăn, thứ hai chúng ta nếu mà không có, chúng ta ép buộc phải đi ra ngoài nhà dân mà chúng ta đi ăn trộm gà. Chứ đó quá, nếu bạn nhịn đói cái này mà ăn trái cây, ăn đồ rừng không, các bạn sẽ chịu không nổi đâu. Thế nãy tôi có ăn hai con bồ cạp và tôi đang làm một cái bẫy. Ngày hôm nay trong lẩn trốn và sinh tồn, tôi chỉ các bạn cách ăn bồ cạp là ăn được, và tôi chỉ các bạn cách gài bẫy làm sao cho hợp lý. Đây là cái thế bẫy đơn giản nhất và đây là cái thế bẫy mà thông dụng nhất mà ai cũng có thể làm được.
bây giờ chúng ta chờ đợi thôi. Chúng ta đi khám thính tình hình để xem có gì nữa không. Chúng ta sẽ đi bắt đầu đi khám thính tình hình xung quanh.